Chào mừng các bạn đến với bản tin tối mùng 10 tháng 12 của kênh bình luận viên Anh Quân News. Loạt trận vòng bảng của các giải đấu châu Âu đã khép lại, những cái tên đi tiếp vào vòng knockout lẫn phải xuống chơi hạng đấu thấp hơn đã được xác định. Giờ là lúc các đội bóng tập trung hơn cho đấu trường quốc nội, nhất là khi tuần này là cơ hội để các đại gia lấy điểm vì đa phần chỉ gặp những đội bóng chiếu dưới. Và tất nhiên không thể thiếu những thông tin thú vị về thị trường chuyển nhượng cũng như những câu chuyện bên lề nóng hổi nhất. Không để mất nhiều thời gian nữa, cùng đến với mục điểm tin ngay thôi. Gary Neville được đặt cược để trở thành tân thủ tướng của nước Anh. Park Ji-sung đề cử Son Heung-min cho Man United. Barca chơi lớn khi muốn chiêu mộ Aspilicueta và Rashford. Zidane tiếp quản Paris Saint-Germain ngay trong tháng 1. Mới đây theo trang Football for All đưa tin, cựu sao Man United Gary Neville được đặt cược để trở thành tân thủ tướng nước Anh với mức cược lên đến 1 ăn 500. Trước đó, Gary Neville đã chỉ trích thủ tướng đương nhiệm là Boris Johnson trên trang Twitter cá nhân. Theo đó, cựu danh thủ người Anh cho rằng Johnson là một nhà lãnh đạo tồi tệ và đã làm trái với những quy định do mình đặt ra. Câu chuyện bắt nguồn từ việc thủ tướng Johnson dự tính sẽ có các biện pháp nghiêm ngặt hơn sẽ được triển khai từ thứ Sáu tuần này nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron của COVID-19. Vì vậy, rất có thể các giải đấu thể thao tại Anh sẽ bị ảnh hưởng. Điều này khiến Neville không đồng tình và lên tiếng chỉ trích. Trong video được đăng tải cách đây không lâu, cựu sao Man United đã nhắc lại câu chuyện thủ tướng Johnson đã cùng 40 cộng sự tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh vào năm ngoái, phớt lờ các quy định của riêng họ trong khi quốc gia được yêu cầu hạn chế tụ tập. Trong bối cảnh thành tích lao dốc, Barcelona đang muốn bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng vào đội hình. Mới đây, trang Daily Mail dẫn nguồn từ tờ El Nacional cho hay, Blaugrana đã bắt đầu quá trình đàm phán với đội trưởng Cesar Aspilicueta của Chelsea. Theo đó, huấn luyện viên Xavi mong muốn có sự phục vụ của Aspilicueta, chủ tịch Barcelona ông Joan Laporta đã đồng ý kế hoạch của Xavi. Hợp đồng hiện tại giữa Aspilicueta và Chelsea sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2021-2022, vì vậy thương vụ này hoàn toàn có thể xảy ra. Chưa dừng lại ở đó, tờ Goal dẫn nguồn El Nacional tiết lộ Barca quyết tâm chiêu mộ ít nhất một tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng sắp tới để giải quyết vấn đề trong khâu ghi bàn, trong bối cảnh Depay chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Đội chủ sân Camp Nou dự định sẽ tiếp cận Marcus Rashford bên phía Man United. Barca tự tin về khả năng thành công của thương vụ này, họ cam kết sẽ biến Rashford trở thành một hạt nhân trong kế hoạch phục hưng câu lạc bộ và trả cho anh một mức thù lao hậu hĩnh. Tất nhiên trong bối cảnh khó khăn về tài chính như hiện nay, nhất là khi bị loại khỏi Champions League, Barcelona muốn chiêu mộ thêm ngôi sao, họ cần phải cho ra đi một vài cái tên trong đội hình, bất kể đó là trụ cột của đội bóng. Theo tờ Diario AS, Barcelona phải bán ít nhất 5 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm thu lại chi phí bị thiệt hại do không lọt vào vòng 1/8 của Champions League. 3 ngôi sao có giá chuyển nhượng cao và hiện là trụ cột của Barcelona là thủ môn Ter Stegen, tiền vệ Frankie de Jong và hậu vệ Sergio Des cũng có thể nằm trong danh sách chuyển nhượng nếu như đội bóng xứ Catalan nhận các đề nghị hợp lý. Trong đó, Sergio Des được định giá khoảng 30 triệu euro và đang được Bayern Munich quan tâm. Còn với Ter Stegen và de Jong, dẫu huấn luyện viên Xavi đã xác định không phải để bán, nhưng theo Dario AS tiết lộ, ban lãnh đạo của Barcelona cân nhắc sẵn sàng chuyển nhượng nếu như có câu lạc bộ ra giá cho hai cầu thủ này với mỗi người có mức phí từ 70 triệu euro trở lên. Hợp đồng của Ousmane Dembele với Barca hết hạn vào tháng 6 năm sau, do vậy cầu thủ Pháp có thể tự do đàm phán với các câu lạc bộ nước ngoài trong ít ngày tới. Theo tờ Super Deporte, Dembele đang được rất nhiều ông lớn ở châu Âu theo đuổi, trong đó có Manchester United, Tottenham, Paris Saint-Germain và Juventus cũng đã đánh tiếng rằng tiền đạo 24 tuổi là một thương vụ tiềm năng. Dù vậy, theo Mundo, sự có mặt của huấn luyện viên Thomas Tuchel ở Chelsea có thể khiến Dembele ưu tiên chọn Chelsea. Chiến lược gia người Đức được cho là đã từng âm thầm lôi kéo học trò cũ khi ông từng huấn luyện Dembele tại Dortmund trong mùa giải 2016-2017 và cả hai có mối quan hệ rất tốt. Trong bối cảnh Werner và Ziyech đều đang đứng trước tương lai bất ổn tại Chelsea, trong khi đó Pulisic chấn thương khá nhiều kể từ khi gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge, thế nên việc chiêu mộ Dembele có thể là một phương án chất lượng cho đội chủ sân Stamford Bridge. Nguồn tin từ cây viết KV Son Heung-min của Sky Sports cho biết, Paris Saint-Germain sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho mượn Georgio Wijnaldum vào tháng 1 năm 2022. Arsenal đang cân nhắc việc mượn tiền vệ người Hà Lan này để bổ sung cho tuyến tiền vệ, nhất là khi pháo thủ sẽ không có sự phục vụ của Thomas Partey và Mohamed Elneny trong CAN Cup vào tháng 1 sắp tới. Cũng theo Sky Sports, huấn luyện viên Arteta đánh giá rất cao tiền vệ này. Arsenal sẽ phải cạnh tranh với Newcastle, đội bóng được cho là đang theo sát tiền vệ 31 tuổi. Wijnaldum gia nhập Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do từ Liverpool vào mùa hè năm ngoái. Nhưng cầu thủ 31 tuổi không được đá chính thường xuyên trong đội hình của huấn luyện viên Mauricio Pochettino, nhất là khi trong tay chiến lược gia người Argentina có quá nhiều lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong 20 lần ra sân cho đội bóng nước Pháp này, Wijnaldum mới chỉ có 10 trận đá chính. Cựu sao Liverpool từng chia sẻ hồi tháng 10 rằng anh không hoàn toàn hạnh phúc ở Paris do không được ra sân thường xuyên.
Vì vậy, anh đánh tiếng muốn trở lại Ngoại hạng Anh. Theo tờ Metro của Anh, Man United đã gia nhập đường đua giành chữ ký của João Félix. Sau khi Griezmann trở lại Atletico Madrid, cơ hội đá chính của tiền đạo trẻ người Bồ đã giảm đi đáng kể. Chủ tịch của Atletico, ông Gilmarín đã nói với siêu cò Jorge Mendes rằng câu lạc bộ thành Madrid sẵn sàng để Félix ra đi nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Ngoài ra, tờ S cho hay phía Man United đã liên hệ với người đại diện của João Félix, hỏi tình hình và đề cập vụ chuyển nhượng tiềm năng đến Old Trafford diễn ra ngay trong tháng giêng. Ngoài Man United, Liverpool, Arsenal và Newcastle cũng đang để mắt tới tiền đạo 22 tuổi. João Félix là bản hợp đồng kỷ lục của Atletico khi câu lạc bộ thành Madrid phải chi tới 126 triệu euro cho Benfica vào năm 2019. Tuy nhiên, thực tế tiền đạo sinh năm 99 lại không đáp ứng được kỳ vọng khi phong độ của anh không ổn định, cùng với những lần chấn thương khiến Félix không tái hiện được những gì đã thể hiện trong màu áo Benfica. João Félix được đánh giá sẽ là bản hợp đồng tốt cho Man United, cũng như cầu thủ này có cơ hội hồi sinh với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ralf Rangnick. Trong buổi phỏng vấn với Goal, cựu danh thủ Paris Saint-Germain của Man United cho rằng người đàn em đồng hương Son Heung-min sẽ thành công hơn nữa nếu cập bến Old Trafford. Theo đó, cựu tiền vệ người Hàn Quốc khẳng định cậu ấy đã chứng tỏ được bản thân ở Ngoại hạng Anh và tôi tin rằng cậu ấy sẽ tỏa sáng khi thi đấu cho Man United. Vấn đề duy nhất là cậu ấy sẽ không còn được khoác áo số 7 quen thuộc khi Ronaldo đang ở đây và sở hữu nó. Ngoài ra, Park Ji-sung cũng đề cử hai cái tên khác cho hàng công của Man United. Nếu phải lựa chọn một cầu thủ khác ngoài Son Heung-min, tôi sẽ chọn Hwang Hee-chan của Wolf hoặc Lee Kang-in của Mallorca. Cả hai đều là những cầu thủ đầy tiềm năng. Sau 4 tuần vắng mặt do chấn thương gặp phải trong trận đấu với Atletico ở Champions League hồi đầu tháng 11, Firmino đã có thể trở lại tập luyện. Tiền vệ người Brazil đã xuất hiện trên sân tập Liverpool ở buổi tập mới nhất. Firmino đã hoàn thành giáo án tập luyện mà ban huấn luyện đưa ra và sẵn sàng xỏ giày ra sân trở lại. Tuy vậy, khả năng Firmino ra sân trong cuộc đối đầu với Aston Villa tại Premier League cuối tuần này vẫn còn đang bỏ ngỏ. Theo tờ Diario Gol của Tây Ban Nha đưa tin, Zinedine Zidane sắp trở thành tân huấn luyện viên của Paris Saint-Germain. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không hài lòng với Mauricio Pochettino và có kế hoạch giải phóng hợp đồng của chiến lược gia này vào cuối mùa giải, hoặc thậm chí có thể là vào ngay tháng giêng. Ngoài ra, đài phát thanh La Cadena CSI của Tây Ban Nha cũng đưa tin Paris Saint-Germain đã cử đại diện bí mật gặp gỡ huyền thoại người Pháp. Sau cuộc đi đêm này, đội bóng thủ đô Paris tự tin sẽ mời được nhà cầm quân 49 tuổi đến cầm sa bàn tại sân công viên Các Hoàng tử. Không dừng lại ở đó, nhiều nguồn tin cho hay nếu tiếp quản gã nhà giàu nước Pháp, tân binh đầu tiên mà Zidane chiêu mộ nhiều khả năng sẽ là Ferland Mendy. Hậu vệ người Pháp từng thi đấu rất thăng hoa tại Real Madrid dưới thời của Zidane, nhưng lại đang không có được vị trí quan trọng kể từ khi Carlo Ancelotti lên nắm quyền. Trận đấu giữa Tottenham và Brighton tại vòng 16 đã buộc phải hoãn vì đợt bùng phát của dịch Covid-19 nghiêm trọng tại đội bóng phía Bắc của London. Trước đó, 8 cầu thủ và 5 nhân viên của Tottenham đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, dẫn đến trận đấu với Rennes ở lượt cuối bảng G giải Europa Conference League buộc phải tạm hoãn. Ban lãnh đạo gà trống sau đó đã yêu cầu phía tổ chức Ngoại hạng Anh tạm dừng chuyến làm khách đến sân Amex của Brighton. Trước tình hình trên, Tottenham đã buộc phải đóng cửa trung tâm huấn luyện đội 1 hôm 8 tháng 12 do dịch bệnh bùng phát. Trận đấu tại vòng 17 Ngoại hạng Anh với Leicester vào giữa tuần có khả năng không diễn ra. Không chỉ do Tottenham mà phía bảy cáo cũng bị ảnh hưởng khi một số cầu thủ đã có kết quả dương tính với Covid. Bản tin cuối ngày 10 tháng 12 xin khép lại tại đây. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và ấm áp.